Galaxy nó chỉ là một trong những con máy mà theo mình nó không quá cũ, nhưng mà trong tâm trí của rất là nhiều người nó không còn quá rõ ràng nữa. Bạn rất là ít khi nghĩ đến nó đúng không? Hay là cũng cực kỳ hiếm gặp trường hợp có ai đó nhắc về con máy này. Nhưng mà hôm nay mình rất là mong các bạn có thể một lần nữa cùng với mình nhìn lại cái sản phẩm mà theo mình đây là một sự lãng quên, hơi lãng phí. Ý tưởng của video rất là đơn giản thôi. Với một mẫu máy cũ như Note 9 thì ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là máy dành cho ai và không dành cho ai. Và ở câu hỏi thứ hai thì với nhu cầu của số đông, với số đông thì nó có đáng mua hay là không ở thời điểm hiện tại. Bây giờ ta sẽ ốp hai câu hỏi đấy vào trong Note 9 với mức giá cũ là khoảng 7 đến 8 triệu nhá. Mình vẫn thích bắt đầu cái gì đấy bằng cái sự hứng khởi, tức là những điểm mạnh của nó dành cho ai và ai sẽ là những người mà yêu thích cái sản phẩm này nếu như sở hữu nó. Để chia sẻ về điểm mạnh đầu tiên ở trên Note 9 thì mình có thể tóm gọn bằng hai điểm như sau nhá. Thứ nhất là sang trọng, cao cấp, và thứ hai là chưa có dấu hiệu lỗi thời. Vậy tại sao mình có thể khẳng định rõ ràng chắc định như vậy? Đó là bởi vì thứ nhất, dù cho có thể là hơi nhạt nhòa trong tâm trí của người dùng, nhưng sự thật đây là một flagship từ Samsung, một sản phẩm cao cấp thực sự về mọi mặt, từ chất liệu, từ chất lượng hoàn thiện, từ cảm quan bên ngoài, nó đều trên mức kỳ vọng ở mức giá từ 7 cho đến 8 triệu. Máy cũng có tiêu chuẩn IP68. Nếu như bạn không rõ thì đó là một cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi mà những cái sản phẩm tầm trung trong tầm giá không thể có được. Thứ hai nhá, nếu như bạn để ý ấy, thì đây vẫn là một cái form thiết kế mà Note 20 Ultra đang sử dụng. Vẫn vuông, vẫn cứng cáp, vẫn bóng bẩy, vẫn cong tràn và vẫn cấn. Tất nhiên nếu để ý kỹ thì vẫn sẽ có khá nhiều những điểm cải tiến và chúng đều đáng giá từ thế hệ cũ qua thế hệ này. Ví dụ như Note 9 vẫn còn tồn tại những cái đường cắt CNC với tiết diện lớn này, hai mặt lưng kính bóng chẳng hạn. Ở thế hệ mới thì không còn nữa. Nhưng mà về tổng thể thì đây vẫn là thứ Samsung vẫn đang theo đuổi từ đó đến giờ. Và khi đã vào form rồi ấy, cứ thế mà làm. Dù đó có là Apple, có là Samsung hay là Sony mà mọi người đã từng phàn nàn ấy, thì cũng sẽ đều có cách đi tương tự. Tất cả để chốt lại cho một cái luận điểm đó, Note 9 thì vẫn chưa bị lỗi, chưa bị cũ khi bạn cầm và sử dụng ở trên tay. Có thể là mặt trước với viền hơi dày chút xíu, nhưng mình vẫn cho rằng nó là ổn. Vì cách xử lý của Samsung không hề cho cái cảm giác bị thô. Nhưng các bạn sẽ phải lưu ý. Thứ nhất, thiết kế nam tính góc cạnh cứng cáp, bạn phù hợp hay không thì sẽ phải tự trả lời. Thứ hai, viền hai bên còn cong rất là nhiều với góc nghiêng được đẩy sâu vào bên trong màn hình. Nhìn thì sexy đấy, nhưng mà nhiều người thì lại không thích cái chi tiết nhỏ như này, nên bạn cũng phải lưu ý lần thứ hai. Để chốt lại, nếu bạn cần cái sự đẳng cấp, cái sự sang trọng ở mức giá 7-8 triệu mà cũng không có vấn đề gì quá lớn với hai điểm lưu ý mà mình đã nêu thì nó dành cho bạn. Và giờ thì xin mời mọi người chuyển qua điểm đáng tiền thứ hai. Khi mà Note 9 vẫn khẳng định và vẫn cho thấy nó là một flagship, màn hình của máy rất là đẹp, cái độ phân giải đạt Quad HD Plus rồi chuẩn HDR10 nữa này. Nói chung sau chất lượng hoàn thiện thì màn hình là thứ mà những sản phẩm tầm trung trong tầm giá không thể nào đạt đến ngưỡng của những thiết bị cao cấp được. Và đây là Galaxy Note 9 flagship của Samsung. Nhưng mà tất nhiên vẫn sẽ tồn tại những điểm lưu ý. Thứ nhất là màn hình hơi rực rỡ, nếu bạn cần chỉnh ảnh, cần cái độ trung thực và thích cái độ trung thực ở màn hình thì vẫn sẽ phải lưu ý. Thứ hai, viền trên dưới vẫn còn hơi lớn và hai bên nó cong mạnh như mình đã có chia sẻ lúc nãy. Riêng mình thì thấy hai lưu ý này là không lớn với mình. Nên nếu bạn cũng như mình thì một lần nữa Note 9 dành cho bạn. Chuyển qua vào điểm thứ ba, không phải là thực sự quá ấn tượng, nhưng mà nếu bạn quan tâm tới camera, máy vẫn đang đem đến cái trải nghiệm và chất lượng ảnh rất là đáng đồng tiền. Thực ra mình không quá ưng về màu sắc trên ảnh cho ra từ máy Samsung nói chung, đặc biệt là một vài năm về trước. Một mẫu máy đã cũ cách đây 2 năm, nhưng nhìn chung nó cho ra ảnh tốt, giải tương phản động ngon, có thể dùng được trong nhiều trường hợp. Một máy tầm trung không dễ để có thể đạt đến cái chất lượng tốt như này ở điều kiện như thế này, hay cũng không dễ để có thể chụp đêm ngon như vậy. Không xuất sắc nhưng tầm khoảng 7 triệu thì như này là rất ổn rồi. Chỉ tiếc là sẽ không có camera góc rộng. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại trong tầm giá, những con máy tầm trung thì thường camera góc rộng cho chất lượng nó cũng không thực sự là tốt. Và nói thẳng ra là mình không dùng được những camera góc rộng với chất lượng ảnh như thế. Nhưng mà nếu bạn nào khó tính và bạn nào cần ấy, thì có thể xem đây cũng là một cái điểm lỗi thời đến từ Note 9. Bởi vì bây giờ thì máy nào, gần như máy nào cũng sẽ có camera góc rộng hết, đúng không? Chuyển qua cái yếu tố cuối cùng mà nó sẽ mang tính chất rất là đặc trưng nếu như bạn cần ấy, thì chỉ có Note 9 mới có thể đem lại được cái trải nghiệm này cho bạn ở trong tầm giá được. Cái bút S Pen này làm được rất là nhiều trò, rất là nhiều tác vụ, là thứ để tạo ra chất riêng của Note ngoài form thiết kế như đã chia sẻ. Với những người như mình, nếu bạn cũng như mình không cần nó thì nó sẽ không phải cái thứ để quyết định và tác động đến quyết định mua hàng hay là không. Nhưng mình cũng không thể bỏ qua được bởi vì đây là cái điểm đặc trưng, và nếu như những ai cần thì nó làm rất là tốt. Vậy là mình đã điểm xong 4 thứ mà Note 9 làm cực kỳ tốt, và nếu như bạn cần thì nó vẫn đang có thể khả năng rất là cao là sẽ khiến cho bạn hài lòng.
Nhưng mà ở cái trường còn lại thì những ai không nên lựa chọn Galaxy Note 9 thời điểm này, đó là những ai cần hiệu năng phải cực kỳ tốt, phải ổn định, phải mạnh mẽ và phải hoàn toàn mượt mà, thì bạn đừng chọn Galaxy Note 9. Vì bạn có quyền lựa chọn những mẫu máy được trang bị những vi xử lý mạnh và mới như là Snapdragon 855, 855 Plus, chứ không phải là một cái SoC của Exynos như 9810. Máy không yếu, chơi game tầm trung vẫn ổn nhưng hơi thiếu cái sự ổn định mà một game thủ thường yêu cầu. Xét về lâu dài, có thể dùng ổn ở tác vụ cơ bản tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa, theo mình là vậy. Chơi game thì rất là khó vì cũng tùy game nữa. Còn hiện tại, dùng hàng ngày vẫn mượt mà ngon lành lắm. RAM 6GB này, ROM 128GB này không hề thiếu thốn. Và cũng có bản cập nhật phần mềm cách đây có mấy ngày à. Lâu lâu thì có khựng nhẹ và chuyển cảnh màn hình đen chút xíu, kiểu như vậy. Để tổng kết lại, nếu bạn cần mỗi hiệu năng thôi thì có lẽ nên nghĩ sang những mẫu máy khác vì chúng có thể làm tốt hơn Galaxy Note 9. Và đó xem là cũng cái điểm lớn duy nhất mà khiến cho, theo mình nhé, là mọi người nên quan tâm tới những cái sản phẩm khác chứ không phải Note 9 ở trong tầm giá. Còn những cái điểm nhỏ khác, chia sẻ về từng cái điểm lưu ý thì mình cũng đã nói rất là kỹ ở trong từng phần trước rồi. Ở những màn còn lại, pin vẫn còn khá là tốt, không quá trâu bò nhưng mình vẫn có thể on screen từ 5 đến 6 giờ và sử dụng trong 1 cho đến 1 ngày rưỡi. Loa kép không quá trong trẻo nhưng giải trí khá là sướng, bảo mật nhiều option, vân tay diện tích hơi nhỏ và gần camera. Lúc đầu thì hơi rén đấy nhưng mà qua thời gian thì sẽ quen thôi. Mống mắt kết hợp với khuôn mặt khá tiện nhưng không quá nhanh. Vậy nên tổng kết lại cái câu hỏi thứ hai mà mình đã có đưa ra ấy, thì máy sẽ rất là đáng chú ý ở trong tầm giá và với nhu cầu của số đông. Nhưng mà mỗi người thì cũng sẽ có những cái yêu cầu rất là khác nhau, nên bạn hãy dựa vào từng điểm mà mình đã chia sẻ cực kỳ kỹ ở trong từng phần để có thể đưa ra một cái quyết định mua hàng thực sự là ưng ý nhé. Rất là mong video có thể thỏa mãn được bạn và giúp cho bạn có một quyết định mua hàng thông minh. Giờ thì cảm ơn rất là nhiều đã xem video đến tận thời điểm này và hẹn gặp lại trong những nội dung mới hơn nữa ở trên TechMag Việt Nam. Mình là Hoàng Đặng và hẹn gặp lại trong những video lần sau.